Vâng, xin chào mừng quý vị, anh chị, các bạn quay trở lại với kênh mua bán tàu cũ Kèm Loan. Và hôm nay em lại lên sóng giới thiệu cho quý vị, anh chị, các bạn xem một chiếc 7 chỗ ngồi chị nhá. Một chiếc được mệnh danh như một chiếc đĩa bay đó. Với cái form dáng thiết kế nó rất là hầm hố, cũng như là cái form dáng của nó, cái phần đầu đó, cái phần đầu xe nó thiết kế thực sự nó khác đối với dòng xe khác luôn. Đấy, nó tạo cho chúng ta một cái cảm giác lái vô cùng là đầm và chắc. Chiếc xe Mitsubishi Granit 205 em đang chào bán mỗi xe với mức giá là 248 triệu một chiếc xe 7 chỗ anh chị nhá. Đó, quý vị anh chị các bạn xem xe trực tiếp tại 189 phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, Hải Dương. Liên hệ trực tiếp cho em Loan qua số điện thoại 0976081699 nhé. Kết nối trực tiếp Zalo cho em Loan để được sở hữu như chất cọc cái chiếc xe Mitsubishi Granit này. Vâng, với cái mức giá đó thì bên em có bao gồm phí rút hồ sơ vận chuyển toàn quốc, nên quý vị anh chị các bạn hoàn toàn yên tâm là không có mất phí anh chị nhé, không có mất phí vận chuyển luôn. Đó, với cái mức giá trên thì quý vị anh chị các bạn em sẽ ship xe tận nhà cho anh chị luôn. Xe thì có đảm bảo cho quý vị anh chị các bạn là xe không có đâm xô tai nạn ngập nước nhá. Đó, mang cái tông màu vàng cát, 7 chỗ rất là rộng rãi luôn. Với cái khối động cơ 2.3, mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe 7 chỗ này nó dao động tầm 12 lít trên 100 km được chưa? Đó, thiết kế cái dòng xe nó rất là trẻ trung, rất là đẹp luôn, lịch lãm nhá. Đó, với cái phần hông xe là cao hơn cái phần đầu xe. Đó, nên là chúng ta có cái cảm giác lái như rất là bay xe luôn, có nghĩa là rất là đầm. Cái phần đằng trước xe của chúng ta nhìn quan sát nó rất là dễ luôn anh chị nhá. Quan sát nó rất là dễ, không bị khuất tầm nhìn. Đó, 7 chỗ này, cái cốp của sau này rất là rộng luôn. Đó, cái dòng xe này thì không ai chạy dịch vụ taxi rồi, vì cái chấm của nó là 2.3. Đó, nên quý vị chị các bạn hoàn toàn mua những cái chiếc xe mà chấm càng cao thì xe chất lượng càng tốt anh chị nhá. Đó, vì họ đi ít mà. Hệ thống đèn là đèn nguyên bản theo xe này. Đó, có thiết kế đèn dài này, giải từ trên xuống dưới này. Đó, một cái giải đèn này rất là dài, rất là rộng luôn. Xe không có đâm xô cấn đụng gì nhá, đảm bảo cam kết cho chị luôn. Cũng như là dẫn thợ thuyền qua check test kiểm tra thoải mái. Đó, bao đâm đụng ngập nước cho anh chị. Đó, màu vàng cát xịn anh chị nhá. Đó, màu vàng cát theo xe. Gầm bệ của xe này chị này. Đó, gầm bệ của xe rất là chắc chắn luôn. Gầm rất đẹp anh chị nhá, gầm rất đẹp luôn. Hệ thống keo chỉ của chiếc xe này hoàn toàn là hệ thống keo chỉ nguyên. Đó, hệ thống keo chỉ nguyên. Nói chung là xe bên em thì xe có như nào thì em tả thực tế luôn. Đó, xe lỗi nhỏ hay lỗi ít hay không nói như nào, em tả thực tế để cho dễ mua bán anh chị nhá. Đây, 7 chỗ này khoang ngồi rất là rộng luôn, rất là rộng rãi này. Hai vùng điều hòa độc lập này, trần theo xe. Đó, trần rất là sạch luôn. Hàng ghế cuối cùng là chắc chắn là ít người sử dụng tới lắm. Nhà có công việc thì mới phải đi xa thôi, chứ còn thường là sử dụng cái hàng ghế lái và ghế phụ thôi, cũng chủ yếu là hàng ghế lái. Hộp số tự động zích zắc này. Đấy, hộp số tự động theo xe anh chị nhá, hoàn toàn hệ thống zin. Đối với cái dòng Mitsubishi Granit nó rất là bền bỉ theo thời gian luôn, nó cực kỳ bền. Đấy, em đảm bảo cho anh chị luôn. Nếu từng anh chị nào đã từng đi cái dòng xe này hoặc đang sở hữu ấy, thì anh chị biết nhá, nó rất là bền. Đó, hộp số zích zắc theo xe này. Xe này trang bị đầy đủ độ màn hình Android rồi nhá, cam nùi. Đó, hệ thống táp lô này trang bị hai túi khí an toàn. Đó, táp lô rất là đẹp luôn, cái phần nhựa của nó này, mặc dù sản xuất từ năm 2005. Đó, Mitsubishi dòng xe đồ rất là nhiều, rất là rẻ luôn anh chị nhá. Đây, vô lăng này, rất là đẹp luôn. Đó, với cái chiếc xe này, với cái lối thiết kế cái phần đầu xe á, đó, chúng ta quan sát này, quan sát này, nó cực kỳ là thông thoáng luôn anh chị nhá, nó rất là dễ quan sát. Và chúng ta không nhìn thấy phần đầu xe luôn, đối như những cái dòng xe khác. Đây, những cái dòng xe ở cửa hàng em kia là thiết kế cái phần đầu xe nó ngang ngang, anh chị nhá, nó ngang ngang. Đối với nó gần như là bằng hông, gần như là bằng hông xe. Đó, nhưng mà chiếc xe này thì nó là thiết kế từ cái phần lốc này, từ cái phần nóc này xuống này. Đó, thỏi xuống đến tận dưới này luôn. Đó, nó thiết kế cái độ trúc xuống dưới này, thế nên được đánh giá như một chiếc xe phi thuyền anh chị nhá, lái rất là đầm, rất là lướt xe luôn. Đó, quan sát nó rất là thoáng, rất là thông thoáng. Đó, chúng ta đi rất là thích luôn. Nó rất là bay xe, có nghĩa là nó có một cái độ bám đường, độ lướt xe rất là đầm, rất là chắc anh chị nhá. Đăng kiểm tới tháng 3 năm 2022. Đó, xe mang cái tông màu vàng cát, một cái tông màu rất đẹp. Đó,
sở hữu chiếc xe thì em đảm bảo cho quý vị anh chị các bạn là không hề có nghĩ ngợi gì đến cái phần xe lỗi nha, em đảm bảo cam kết rồi. Cũng như là quý anh chị các bạn là có thể dẫn thợ thuyền qua chiếc test thoải mái mà. Đó. Lốp lát rất là mới, rất là dày nhá, bốn lốp rất là dày dặn luôn. Đó, anh chị là lưới tản nhiệt của xe này. Đấy, quý chị nào ở khu vực Quảng Ninh này. Đấy, rất là hợp lý cho cái việc sử dụng với chiếc xe biển Quảng Ninh này luôn. Dòng xe gầm cao, bền bỉ và chắc chắn nhá. Túi khí an toàn, phanh ABS đầy đủ luôn. Đó, hệ thống keo chỉ là theo xe. Đấy, cũng như là không hề có mất keo chỉ gì. Đến trực tiếp xem xe tại salon ô tô số 1 Kim Môn, 189 phường Hiệp Sơn, thị xã Kim Môn, Hải Dương nhé. Đây là trực tiếp cho em Loan qua số điện thoại 0976081699. Trước cả sở hữu chiếc xe có giao tận nhà cho chị luôn. Đó, đấy là cái phần tổng thành nội ngoại thất của chiếc xe. Thì sau đây em sẽ giới thiệu cho quý vị anh chị các bạn xem cái hệ thống khoang máy của xe nữa. Đây anh chị này, và nó rất là đẹp luôn nhá anh chị nhá. Mọi chức năng trên chiếc xe này vận hành rất là ok luôn. Chỉ có 245 triệu thôi. Một cái mức giá rất hợp lý để sở hữu một chiếc xe số tự động anh chị nhá. Số tự động lại 7 chỗ ngồi. Đây. Đấy, cái hệ thống khoang máy của chiếc xe Mitsubishi Granite anh chị này. Đấy, 2.3 máy lổ rất là êm ái nhá. Hoàn toàn tất cả hệ thống răng của xe này. Răng là răng theo xe anh chị nhá. Đấy. Phát hiện ra lỗi đến tặng xe luôn. Đấy. Sa lông đầy đủ luôn. Nên là không bao giờ có hiện tượng lừa lọc hay là tả sai nhá. Đó, lỉ cabo theo xe này, lắp cabo zin này. Đấy, Mitsubishi Granite 2005, số tự động với khối động cơ 2.3, mức giá chỉ có 245 triệu đang chào bán tại salon ô tô số 1 Kim Môn. Rất cảm ơn quý vị anh chị các bạn đã luôn đồng hành với kênh của em trong thời gian qua. Hẹn gặp lại quý vị anh chị các bạn qua những video clip tiếp theo ạ.